Xin chào các bạn, mình tên là Kim Ngân. Rất vui được gặp các bạn trong chương trình Dạo quanh Hà Nội. Các bạn ơi, hiện tại mình đang có mặt tại một địa điểm rất thú vị tại Hà Nội. Đó chính là nhà sách Tân Việt, nằm ở R5 trung tâm thương mại Royal City. Tại đây có rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích. Bên cạnh đó còn có cả khu vui chơi dành cho trẻ em và quán cà phê dành cho người lớn nữa đấy. Mình thường được bố mẹ cho đến đây vào dịp cuối tuần và mình cảm thấy rất thích thú và chăm chú đọc những cuốn sách đấy. Nếu có dịp, các bạn hãy ghé thăm nhà sách Tân Việt nhé. Chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.